Suka hôm nay tự nhiên bình tĩnh hẳn, được sư huynh Trường Giang hỗ trợ đọc bài kinh kệ của Đức Thầy Giáo Chủ. Mới có 2 ngày mà Suka đã thuộc lào lào. Và sau đây Vinh cũng xin mời tất cả quý vị cùng xem Suka đọc bài kinh kệ của Đức Thầy nhé. Phải giấy đọc lớn nghe chứ không phải giấy trong miệng nghe, đừng cho khán giả người ta nghe. Đọc lớn lên nghe. Suka hơi xích ra xa chút xíu nè. Lùi hai bước. Giấy lớn lên nghe. Nam Mô Di Đà Phật. Hướng về nói trong miệng cho ông bà xá, ba xá. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cuối cuối kính dâng hương trước cụ Huyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tịnh ngộ quy y Phật, chí giống tu hiền tạo phước duyên. Sáng một sáng rồi, chính xác. Rồi sáng tiếp một sáng. Tự là cấm hương, cấm hai tay. Đúng rồi, hai tay, chính xác. Rồi luôn lại, sáng tiếp một sáng chấp tay rồi, cầm tiếp. Cúi đầu lại tạ tổ tâm, báo ơn sanh dưỡng dài công nhập nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hại thiên đại được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cõi tu. Mọi gì đạo Phật. Mọi gì đạo Phật. Mọi gì đạo Phật. Mọi gì đạo Phật. Xá bà cho thẳng rồi chấp thủ bốn lại. Xá bà cho thẳng. Cái này trả bài hay là chỉ, còn chỉ nữa? Còn chỉ trả bài mà. Thôi là bài quy y. Rồi bây giờ nhắc quy y hả? À quy. Bây giờ anh Trường Giang nhắc vậy ra để Suka biết làm hay không? Không nhớ không? Sao tiếp bài còn nhớ. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Quy y là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Quán Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Mướn Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh dự quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật Đạo. Mô Di Phật, Mô Di Phật. Cắm tới cái này không? Đấy, cắm tới chị Quỳnh cắm chứ. Tập tay, tập tay. Nam Mô Di Đà Phật. Tập tiếp bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Nam Mô. Nam Mô. Bây giờ quỳ không? Không. Nam Mô Tây Phương Ngũ Nguyện là nhất nguyện cầu. Không có. Nam Mô Tây Phương là thế giới đầy trời đại bi phổ. À. Nam Mô nhất nguyện cầu. Thiên hoàng. Thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, liên quan hải hội thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu cụ Huyền Thất Tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh dẫn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu ta từ sự trí hội thông minh giai đắc đạo quả. Ta một ta quỳ xuống lại cũng lại quỳ. Lại cũng lại. Mỗi cái Phật. Một lại nữa mới được. Rồi, đứng vậy. Trái trên giữa niệm sao nhớ Nam Mô. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhớ không? Nhớ bạn trong thiên bài nguyện bài gì không? Nam Mô. Tam niệm. Tam niệm kém hai. Ta chưa thôi, chưa thôi. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu ha. Không có. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc hả? Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc hả? Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy từ Quan Thẳng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sinh Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ơn Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dự quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật Đạo. Mô Di Phật. Mấy tới đó nè. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng hả?
Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa, Hải Hội, Thượng Phật, Từ Bi Phật, Dương Độ Chúng, Thế Giới Bình An. Nam mô nhị nguyện cầu cụ nguyện thất tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh dân dân từ tâm bác hai giải thoát mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đầy tội tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hướng về ngôi thông thiên thứ nhì, tát tiếp ba xa. Rồi chắp tay vào ngực hạ, tập bài trên tu ngũ nguyện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi vô độ chúng sanh hai Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi vô độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Như Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Chung Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cổ Huyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Nhân Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Tâm Nên Giai Đắc Đạo Quả. Rồi sát tiếp một sáng. Nhớ nha, ngày Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi xây ngôi thông thiên thứ ba bên thành thành độ tu dân. Nam mô Di Phật. Nam mô Di Phật. Nam mô Di Phật. Rồi chắp tay nhé. Nam mô Tây Phương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu ha. Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cổ Huyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Nhân Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi phổ độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu hả? Thiên Hoàng Địa Phạn Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Chung Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cổ Huyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Nhân Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi xây ra phía trước ngay trình lễ tắt đi. Tá bà sa. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Rồi xây ra bên trong cũng như ngôi cung điện thất tổ trình lễ kính ba sa. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Rồi xá đến ngôi hồng an tầm bà. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô. Rồi cũng tâm về trang chung của đức thầy đồng chí ăn ngày hai sa. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật đúng. Rồi nói cái bài cúng ở đây là kết thúc rồi. Dạ. Bài cúng. Dạ. Xong rồi đó. Vậy là cái bài này là bữa hổm trường gian cũng dẫn nè. Dạ khó ba cũng dẫn. Dạ quên nè. Quay đây nè trong rồi. Trong rồi. Rồi quay đây nói chuyện đi. Suka. Anh trường gian đứng sát với Suka đi. Bây giờ mình nhắc ha, tại vì mấy hôm gài lâu quá, hình như cũng 3 ngày chưa nè. Thì khoảng 3 ngày nhưng mà 3 ngày. Suka muốn nhớ phải bắt cái clip này lên coi. Suka phải nhớ. Bây giờ cái bài Tam Bảo là bài quy y. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Rồi Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Mô Phật Tổ Phật Thầy. Rồi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Mình phải đọc Nam Mô Tây Phương trước ha. Rồi mình phải đọc vô là Nhất Nguyện Cầu. Asuka giống như là không có cúng thường xuyên là quên. Hầu như vậy cũng quá là tốt. Về quý vị khán giả ơi, em ấy cũng vậy là rất là mừng. Thì Quỳnh mừng nó muốn khóc rồi đó.
Có gì đâu khóc. Ừ. Mình còn sống mà khóc vậy hả? Không mà thấy thấy Suga em thấy là đọc là có khoảng là 80% rồi nha. Mà dạ chị nhắc một ít thôi. Em chơi chưa kìa thì cái gì khóc đi. Thì trên da khóc luôn kìa. Cái vụ gì mà khóc? Ở vô nhà em là không có khóc nghe chưa? Không khóc chứ đậm khóc luôn. Trời. Thấy vô căng mình. Rồi thì sao mình khóc kìa, đó thấy không? Ráng nghe cánh cúng nha. Dạ. Ráng cúng giống hệt, làm gì khóc? Ba vô nhà tiên cũng bắt khóc vậy. Ba thì kỳ cục gì ba. Biết sao thấy Suga mà cúng được á, chị Nhan mừng á. Có vụ gì mà khóc ba. Lấy đồng khác mặt, không có mặc bộ đồ này nữa. Đây lấy kiếm đồng nào mặc coi. Không có khóc nè, em kiếm đồng á. Không có lấy đồ anh ơi. Chưa, để em tính thử coi. Đồ này hả? Mặc đồ này đai đi hả? Nó thấy gốm hả? Hả mà ăn không đỡ vì nó thấy gốm mà. Ai là? Suga ơi. Dạ. Suga cố gắng mở mấy cái clip này lên coi để nhớ cái bài cúng nghe chưa? Còn mấy nữa à, cứ thì nữa cái kết bạn Zalo với Trung Trường Giang đây cũng quên Trung Trường Giang nhắc tầm nhớ cho. Nhắc cho nhớ đi cúng nè. Giờ nhớ nhớ chàng của Lê Thành Duy của chú nha. Giới thiệu kênh nữa không mà cửa nắp lại ha, nắp rồi chưa sao cửa lại coi cái cài với cửa trong vệ sinh thôi rồi. Nắp lại bộ này thử coi hả rồi đó rồi bây giờ thôi chạy giả đi bây giờ có gì chậm giả nè chào khán giả ấy ủ họ kèo phan hỏi anh Trường Giang còn khóc không mà ông chạy đâu mấy mẹ ơi kìa không kìa hỏi anh còn khóc thôi kìa khóc rồi đâu có khóc em thay đồ đi vô đâu mấy mẹ nè bố ơi, nhà cửa ta chú ơi về hả?